Chào mừng các bạn đến với đời sống muôn màu channel của bà Tám Kali. Hôm nay Tám lại tiếp tục chia sẻ cùng các bạn một món ăn khác nữa nha. Đó là món mì xào giòn. Món ăn này cũng là cái món ăn mà Tám rất là thích. Nhưng mà lâu rồi Tám không có làm. Tám chỉ thích đi nhà ăn thôi. Hôm nay Tám xin chia sẻ cùng các bạn nhé. Xin mời các bạn cùng theo dõi bà Tám làm món mì xào giòn nha. Để làm cái món mì xào giòn này á, thì chúng ta sẽ chuẩn bị trước tiên là mì, cải. Cải, cái này ai muốn xài cải nào, thích cải nào thì ăn cải đó. 4 muỗng cà phê, bột năng, thịt bò, cá, tôm, mực, ớt beo, và củ cà rốt. Này là nấm đông cô tươi, dầu ăn, muối, tiêu, bột nêm, bột ngọt, tỏi, dầu hào và đường. Bây giờ xin mời các bạn cùng bà Tám vào bếp để làm cái món mì xào giòn này nhé. Trước tiên là mình sẽ ướp thịt nha các bạn. Mình bỏ vào đây một muỗng dầu hào. Muỗng cái này là chỉ có nửa muỗng mà. Muỗng dầu hào ha, nửa muỗng canh đó các bạn, cái nửa muỗng cà phê, sorry. Và một chút xíu đường. Một tí bột ngọt. Dầu ăn. Xong chúng ta sẽ trộn đều lên và để đó. Thịt xong đến tôm, mực và cá. Phần tôm, mực và cá mình chỉ bỏ chút xíu muối thôi, xíu thôi. Rồi không có bỏ đường nha các bạn, bỏ một lọ, một tí một lọ. Rắc vào một chút tiêu, tại vì xài ít thành ra Tám dùng cái hũ này ha. Té không cần, còn tôm không có cần ướp, không gọn. Chỉ ướp mực và cá thôi.
chọn gì nó lên ha. Này tám là cắt sẵn hết rồi. Mực này là mực mực này là mực mà người ta làm sẵn rồi, tám mua làm sẵn lông đá. À, cái phần ướp thức ăn rồi ha. Xong rồi á. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt một nồi nước sôi nha. Nồi sôi nhỏ thôi. Để ta luộc trước củ cải đỏ và cái cọng cải đỏ. Bỏ vào đây. Rửa muối cà phê bột ngọt ha. Và một tí xíu dầu. Và kế đến là mình luộc cái cọng nha các bạn. Bây giờ mình đã luộc nó được 2 phút rồi đó các bạn, vớt nó ra ha. Và tiếp theo mình sẽ luộc trước cái nấm đông cô này nha. Bởi vì cái nấm nó to. Mình phải luộc trước để cho nó chín. Khi mình xào nó sẽ nhanh hơn. Tại mấy cái kia nó mềm hơn nó. Cái này là đầu chín nhất. Giờ khi mà luộc cái bánh mông cô này á, thì mình sẽ bỏ thêm một tí muối vào ha. Luộc cái kia không cần muối. Bỏ muối vô nó sẽ bị mềm. Nhưng mà đặc biệt cái này là phải bỏ muối. Và mình cũng sẽ nấu nó khoảng 2 phút nha các bạn. Bây giờ cái nấm đông cô này mình đã luộc chín rồi á, mình vớt ra tắt lửa nha các bạn. Bây giờ mình bắt cái nồi một cái nồi mình bỏ dầu trong đó là đã sôi rồi ha các bạn. Kìa bỏ mì vô ha. Vậy là xong rồi đó các bạn. À, mình chiên mì xong rồi á, bây giờ mình làm cái nước sốt để xào cái nhân nha các bạn. Đây là cái nước mà tám đã trụng cải củ cải với nấm đông cô á, mình dùng cái nước này ha. Đáng lý xài nước súp nhưng mà mình làm ít quá mình không xài nước súp, mình làm cái này. Hết trong nước lỏng luôn đi.
nó vừa thèm. Bỏ vô chồng à cái bọt nè. Tiếp theo đó là mình bỏ vào đây. Dầu hào ha. Nửa muỗng cà phê. Thêm một nửa muỗng cà phê dầu hào. Dạ. Một muỗng cà phê bột đường. Một chút xíu bột ngọt thôi, tại vì cái nước hồi nãy mình đã có bột ngọt rồi. Thì mình không chút bột ngọt rồi. Và một chút bột nêm. Bây giờ mình sẽ quay điều lên ha. Bà Tám thử coi dừa không? Tại lâu rồi bà Tám không có làm món này. Bà Tám đã bắt cái chảo nóng rồi ha các bạn. Trước tiên là mình xào nhân ha. Bỏ vào đây khoảng một muỗng canh dầu. Tỏi này làm là nhiều á. Trước tiên là những cái đồ còn sống thì mình bỏ vô trước ha các bạn. Để ép ha. Đá. Cái đó là thịt bò. Thịt bò này hơi nhiều. Tại vì cái này Tám mua về chia để tủ lạnh. Lấy ra, lấy lại ra một cục. Hơi nhiều. À, cho nó săn lại là được rồi. Để chút mình đổ cái nước sốt lên á thì mình cũng phải nấu một chút thì nó sẽ chín. Giờ Tám sẽ bỏ cái phần ớt beo vô trước ha, tại vì ớt beo này mình không có chuẩn. Một chút nước sốt là nó đã chín rồi. Tiếp theo là mình bỏ nấm đông cô và một cái đỏ với cái cùi nha. Nên cái phần cải mình sẽ bỏ vô sau. Bởi vì khi cái nước sốt mà nó kẹo kẹo á, nó mà chín nó dễ chín lắm. Chỉ còn cải thôi, mình bỏ vô sau.
Bây giờ mình làm cho nó có một cái dùng ha. Mình đổ nước sốt vô ha. Bắt đầu nó sền sạt rồi đó. Đặt rồi. Thì cái phần nước còn lại á, Tám sẽ đổ vô đây luôn hả? Giờ lúc bây giờ mình bỏ cải vô. Cải nó sẹo hả? Đâu. Bây giờ mình sẽ múc cái nhân ra ha. Món mì xào giòn của chúng ta đã xong. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Tám nha. Mến chúc các bạn một ngày vui. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại video kế tiếp nha. Bye bye.